Hôm nay ngày 4 tháng 2, nhằm ngày 3 tháng Chạp, người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tất tả đi chợ mua sắm đồ cúng để tiện ông công ông táo chầu trời. Ghi nhận tại khu vực chợ dân sinh lớn như chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè, không khí mua bán diễn ra sôi động. Các gian hàng bán đồ vàng mã, hoa quả đông đúc người mua. Các mặt hàng này được bày bán khá đa dạng, chủ yếu là đồ vàng mã truyền thống quen thuộc như quần, áo, nón, nến, cá chép giấy, nhang, tiền, vàng. Thì nó cũng đỡ hơn mọi ngày thôi chị, không bằng mấy năm trước. Dạ, mấy năm trước bán được nhập như mọi năm vậy đó chị, nhưng mà bán không bằng mọi năm. Bên cạnh đó, rất nhiều các sạp hàng bày bán cá chép. Đây là thứ không thể thiếu trên mâm cúng ông công ông táo, với quan niệm làm phương tiện để cho ông công ông táo lên chầu trời. Năm nay, nhiều tiểu thương cũng hơi e ngại với sức tiêu thụ nên không dám nhập số lượng nhiều, chỉ đủ để bán cầm chừng. Đâu có hàng đâu, mắc tiền nữa, ai dám nhập nhiều, dịch bệnh này nữa. Không bằng mấy năm trước tụi em. Giờ không bằng. Tại dân ta cũng làm ăn khó khăn, khoảng 300 kg à. Năm trước chị bán nhiều hơn, không tấp nập bằng mấy năm trước là dâu 1 giờ đêm đã bán rồi. Giá cá chép vàng loại lớn phóng sinh dao động từ khoảng 40 đến 50 ngàn đồng trên 3 con, còn loại nhỏ có giá dao động từ 25 đến 30 ngàn đồng trên 3 con, giá mỗi sạp mỗi khác tùy vào màu sắc kích thước cá. Hầu hết tất cả mọi người từ tiểu thương cho đến người mua, ai cũng đều tuân thủ việc đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần, ai cũng hối hả mua nhanh rồi về.